Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệu quả kép từ việc trồng nghệ sen canh lạc ở Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 95% số hộ dân thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên sử dụng nước sạch. Sôi nổi các hoạt động hè trong bậc học mầm non ở Bắc Ninh. Hiệu quả triển khai hóa đơn điện tử xăng dầu tại Hà Nam. Tình hình trật tự an toàn giao thông ở Xuân Trường, tỉnh Nam Định chuyển biến tích cực. Sau đây là nội dung chương trình. Từ năm 2012 đến nay, 25 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được hình thành và đi vào hoạt động. Đến nay, nhiều hợp tác xã đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Toàn huyện có 25 hợp tác xã, trong đó thành lập trước năm 2015 là 16 hợp tác xã. Cuối năm 2015 đến nay, thành lập mới được 9 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, hợp tác xã còn đóng vai trò trung gian đối với việc tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Một số hợp tác xã có đầu ra ổn định cho bà con nông dân như hợp tác xã Nấm Việt Tú, hợp tác xã Thanh Long Học Phát, hợp tác xã chăn nuôi Bảo Ngọc Quang Tùng, trừ chi phí thu nhập của các hợp tác xã đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có trên 100 hộ chăn nuôi bò sữa với tổng đàn bò đạt gần 2.000 con, tăng trên 800 con so với đầu nhiệm kỳ. Được sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền các cấp, một số địa phương có số hộ chăn nuôi bò sữa nhiều như Mộc Bắc, Chuyên Ngoại, Trắc Văn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa. Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên đã quy hoạch 5 khu chăn nuôi tập trung với tổng diện tích hơn 70 ha và đã hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng cho 3 trên 5 khu chăn nuôi. Để tạo điều kiện cho các hộ dân mở rộng quy mô chăn nuôi đàn bò sữa, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên đã quy hoạch 56 ha diện tích đất trồng cỏ và trồng ngô trong các khu chăn nuôi tập trung. Thưa quý vị và các bạn, nghệ đỏ được sử dụng với rất nhiều công dụng hữu ích và là một trong những loại cây cho thu nhập khá, được người dân ở một số xã của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mạnh dạn trồng, đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tại hợp tác xã Bút Lâm, thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, vài vụ gần đây, bà con xã viên đã kết hợp trồng nghệ sen lạc cho hiệu quả kinh tế cao. Nắm được đặc điểm của cây nghệ có thể trồng xen với các cây rau màu khác, các hộ đã chọn cây lạc xuân để trồng xen canh với cây nghệ. Cây lạc được trồng ngay sau khi trồng nghệ xong và vào giữa hai cây nghệ trên luống. Đến tháng 3, tháng 4, cây lạc lớn lá lạc phát triển, giúp che phủ kín mặt đất, sẽ hạn chế được sự thoát hơi nước và phát triển của cỏ dại. Lạc là cây họ đậu nên trong rễ thân lá có chứa vi khuẩn cố định đạm, có thể bổ sung lượng đạm cho cây nghệ đỏ. Sau khi thu hoạch lạc, có thể dùng chính lá, thân, rễ ấp vào gốc nghệ. Lạc trồng sen nếu được chăm sóc tốt thì cho năng suất cao không thua kém lạc trồng thâm canh, cho năng suất khoảng 1 đến 1,2 tạ củ tươi một sào, mỗi sào cho thu từ 1,7 đến 2 triệu đồng. Trồng nghệ sen lạc thì nó có hai hiệu quả, tức là cái thứ nhất là lấy ngắn nuôi dài, tức là cây lạc thì nó có cái tác dụng của nó là khi mình trồng lạc thì mình chưa trồng nghệ, thế bắt đầu trồng lạc lên gạt hàng hoa bắt đầu mới cài nghệ, thì sau đó là cái cây lạc lên rồi thì bắt đầu là vùi cây nghệ sẽ lên thì lúc mình thu hoạch lạc thì nó lại cái củ thì mình thu về mà cái cây của nó mình lại cắt xuống để đưa làm phân, để nó là hai tác dụng, vừa đại cỏ vừa làm phân. Cây nghệ được đưa vào trồng tại thị trấn Chờ với 31 hộ thuộc hai khu Trác Bút và Phú Mẫn tham gia. Đưa cây mới về trồng, hợp tác xã dịch vụ rau, hoa, củ quả Bút Lâm luôn theo sát người nông dân để hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp phân bón theo hình thức trả chậm và cam kết lo đầu ra, tạo điều kiện cho bà con yên tâm sản xuất. Cây nghệ đỏ được trồng từ tháng 2, 3 dương lịch và sau 9 đến 10 tháng thì cho thu hoạch với năng suất đạt từ 1 đến 1,2 tấn một sào. Trừ đi các chi phí mỗi sào cho người dân thu về hơn 10 triệu đồng, mức thu nhập đó cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng truyền thống trước đây. Nhận thấy được hiệu quả cao, đến nay số hộ trồng nghệ của hợp tác xã Bút Lâm đã tăng lên 71 hộ với diện tích hơn 12 mẫu. Hợp tác xã cũng chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm đầu ra nhằm tạo dựng niềm tin cho các hộ yên tâm sản xuất.
Từ nhiều năm nay, ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã hình thành vùng trồng hoa chuyên canh với diện tích hàng chục hecta. Các loại hoa được trồng gồm thược dược, lay ơn, đồng tiền và hoa cúc. Để không phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ và nâng cao hiệu quả kinh tế, tại địa phương này đang hình thành vùng trồng hoa loa kèn trái vụ. Trong những năm gần đây, người dân xã Kim Đính tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra một vùng trồng hoa tập trung quy mô lớn nhất của huyện Kim Thành. Đây không chỉ là nơi trồng hoa tập trung với diện tích lớn nhất huyện, mà còn là nơi người dân có nhiều kinh nghiệm trồng hoa. Qua cái mô hình trồng hoa loa kèn của ông Tô Xuân Thư, thì là đánh giá được cho thấy là một cái mô hình là sản xuất kinh doanh là hoa là rất có hiệu quả, đem lại cái lợi nhuận và phát triển kinh tế chung cho địa phương cũng như là phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì qua cái mô hình hoạt động này thì là chúng tôi sẽ là có những cái hướng là lãnh đạo chỉ đạo tham mưu cho cấp ủy Đảng là sẽ nhân rộng cái mô hình trồng hoa loa kèn trong toàn địa phương. Mô hình hoa loa kèn trái vụ ở Kim Đính góp phần tạo ra sự phong phú đa dạng về sản phẩm của làng vùng trồng hoa truyền thống, cung cấp cho thị trường, tạo nguồn thu nhập ngày càng cao và ổn định hơn cho người trồng hoa. Phát huy lợi thế có gần 18 km bờ biển, tốc độ bồi lắng hàng năm lớn, vì vậy đã tạo điều kiện để huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình mở rộng diện tích trồng rừng ngập mặn, từ đó nâng cao hiệu quả rừng phòng hộ, chắn sóng, ngăn mặn, bảo vệ hệ thống đê điều và cải thiện môi trường sinh thái một số xã vùng ven biển. Trong những năm qua, thực hiện các dự án như trồng mới 5 triệu hecta rừng, chống biến đổi khí hậu, trồng rừng thay thế. Đến nay, diện tích rừng ngập mặn ven biển trên địa bàn huyện Kim Sơn đã trồng được trên 510 hecta, chủ yếu là rừng số vẹt, bần, trang. Trong đó, từ đê Bình Minh 2 đến đê Bình Minh 3 là trên 200 hecta, diện tích còn lại là nằm ngoài đê Bình Minh 3. Hiện nay, toàn bộ diện tích này được hình thành với mật độ từ 13 đến 15.000 cây một hecta. Để công tác bảo vệ rừng được hiệu quả, toàn bộ diện tích trên đã được các đơn vị quản lý, giao khoán cho các hộ dân theo Nghị định 168 của Chính phủ. Hàng năm, các hộ nhận khoán thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm, các xã có rừng để tuần tra kiểm soát, không để tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ngày càng có nhiều ngôi nhà mới khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện. Đó không chỉ là thành quả của xây dựng nông thôn mới, mà những thay đổi trong đời sống người dân còn xuất phát từ những doanh nghiệp đầu tư về địa phương tạo việc làm và thay đổi cuộc sống cho nhiều lao động nơi đây. Đến nay, trên địa bàn xã có 6 doanh nghiệp và nhiều cơ sở may gia công nhỏ tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động của địa phương. Việc đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 58%. Chúng tôi đã tạo điều kiện để cho một số công ty doanh nghiệp là thuê cái đất 5% của địa phương, rồi tạo điều kiện để các công ty doanh nghiệp giải phóng mặt bằng và tạo những cái thủ tục hành lang pháp lý để cho các cái công ty hoạt động được thuận lợi. Nhìn khung cảnh làng quê giàu đẹp, văn minh hôm nay, ít ai ngờ rằng Đông Phương từng là một xã thuần nông nghèo khó. Sự phát triển của những doanh nghiệp ở nông thôn đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương, đem lại cuộc sống ấm no, sung túc cho người dân nơi đây. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay, sử dụng nước sạch đang là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng. Vì vậy, những năm gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân, chuyển từ thói quen sử dụng nước giếng khoan sang sử dụng nước sạch, nhằm góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Trước đây, người dân thị trấn Yên Mỹ vẫn có thói quen sử dụng nguồn nước từ các giếng khoan để sinh hoạt ăn uống. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của nhân dân, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh như đau mắt đỏ và một số bệnh ngoài da thường gặp. Qua công tác tuyên truyền vận động, người dân trong thị trấn đã nâng cao nhận thức bỏ thói quen sử dụng nước ngầm, chuyển sang sử dụng nước máy trong sinh hoạt. Tính đến thời điểm này, số hộ dân sử dụng nước sạch trong toàn thị trấn chiếm 95%. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, số hộ đăng ký sử dụng nước sạch tăng khoảng 15%. Với công suất
3.800 mét khối ngày đêm, nhà máy nước thị trấn Yên Mỹ đang phục vụ cho hơn 3.000 hộ dân với mức giá hiện tại là 7.000 đồng một mét khối. Việc đưa nước sạch đến từng gia đình đã được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng đón nhận. Điều này cho thấy ý thức cũng như nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân là rất lớn. Sử dụng nước sạch trong sinh hoạt chính là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo sức khỏe cho mình và những người thân trong gia đình. Đến thời điểm này, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã triển khai 43 dự án, trong đó có 36 dự án công trình cung cấp nước sạch tập trung ở khu vực nông thôn với công suất trên 57.000 mét khối một ngày đêm. Cung cấp nước sạch cho hơn 37.600 hộ, qua đó 100% số xã có nước máy đến từng hộ dân. Công trình cấp nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm công tác an sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung nhiều giải pháp nguồn lực để phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn. Cụ thể, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng 19 công trình cấp nước sạch tập trung công suất lớn. Song song với đó là mục tiêu thực hiện các giải pháp mô hình quản lý kinh doanh theo hướng chất lượng hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch ngày càng được nâng cao. Theo đánh giá, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, các công trình nước sạch đã phát huy hiệu quả, được đa số người dân nhiệt tình đón nhận. Song trên thực tế cũng vẫn còn nghịch lý, đó là ở một số khu vực, dù đã có nước sạch nhưng người dân vẫn chưa sử dụng nguồn nước từ các công trình này. Điều này vừa gây lãng phí nguồn đầu tư, vừa đe dọa đến sức khỏe của người dân. Thực hiện đề án chuẩn quốc gia y tế giai đoạn 2011-2020, thời gian qua, tỉnh Hà Nam quan tâm chỉ đạo các địa phương đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các trạm y tế, cũng như bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã có 98 trên 116 xã thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tại các địa phương này, hầu hết các trạm y tế xã đều được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng chức năng, bổ sung trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ y bác sĩ được chú trọng phát triển cả về số lượng và trình độ chuyên môn, qua đó đã đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Xác định việc xây dựng xã phường thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, ngành y tế đang tiếp tục phối hợp, vận động chính quyền các địa phương đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các trạm y tế xã phường thị trấn. Phấn đấu hết năm 2018 sẽ có thêm 10 địa phương đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo mục tiêu đề ra. Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định hiện có gần 53.000 trẻ em, trong đó có trên 700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2.900 trẻ em thuộc diện hộ nghèo. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Trực Ninh quan tâm chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện. Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hướng dẫn các địa phương xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, từng bước xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện. Trước đó, tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Đáp ứng nhu cầu cần trông giữ trẻ mầm non trong dịp hè, trên cơ sở các quy định hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động hè vui tươi và bổ ích, đáp ứng nhu cầu bức thiết. Để các em được nghỉ hè theo đúng nghĩa, vài năm trở lại đây, ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh đã ra nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo các nhà trường về việc xây dựng kế hoạch hoạt động trong hè cho học sinh. Yêu cầu đối với các nhà trường trong việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh là thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, khuyến khích học sinh tham gia với mục tiêu tạo tâm thế phấn khởi, vui tươi, sẵn sàng bước vào năm học mới. Điểm mới trong kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm nay là lùi thời gian ôn tập văn hóa vào sau ngày 1 tháng 8. Các nhà trường không được ép buộc học sinh học thêm trong dịp hè dưới bất kỳ hình thức nào, không dạy trước chương trình của năm học mới. Chương trình học hè cũng được bổ sung đa dạng các nội dung, trong đó việc rèn kỹ năng sống, biết ứng xử các tình huống thực tế là yêu cầu đặt ra với ngành giáo dục đào tạo trong lộ trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29 NQTU.
đồng thời mở cửa thư viện trung tâm vui chơi giải trí, sẵn sàng đón các em trong kỳ nghỉ hè. Đây được coi là động thái tích cực, thể hiện sự chung sức của ngành giáo dục để học sinh có thêm nhiều cơ hội được vui chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích với tinh thần chơi mà học. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh và góp phần giảm tình trạng quá tải trong các trường mầm non công lập, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Theo đánh giá sơ bộ bước đầu, các trường mầm non này đều hoạt động tương đối hiệu quả. Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Chí Linh hiện đang quản lý 30 trường mầm non, trong đó có 23 trường công lập và 7 trường tư thục. Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2015, trường mầm non Tuấn Việt, phường Sao Đỏ là cơ sở giáo dục xây dựng trường lớp theo đúng các tiêu chuẩn quy định. Cùng với tạo môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp với từng độ tuổi, trường mầm non tư thục này quan tâm xây dựng các khu vực trải nghiệm, bể bơi để trẻ khám phá và làm quen. Năm học 2017-2018, theo đánh giá, 100% trẻ 5 tuổi và 98% trẻ 3 tuổi, 4 tuổi đạt yêu cầu. Hiện tại, nhà trường không có trẻ nhẹ cân, thấp còi. Nhà trường chỉ đạo giáo viên xây dựng các môi trường trong lớp học phải đạt đủ 3 tiêu chí, đó là dễ thấy, dễ lấy và dễ hoạt động. Và chú trọng đến cái môi trường bên ngoài lớp học và như là xây dựng khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ và khu phát triển thể chất liên hoàn. Và xây dựng cái tiêu chí của nhà trường là phải xây dựng cái môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để cho trẻ được hoạt động trải nghiệm thật là nhiều. Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, đảm bảo cho trẻ được hưởng các quyền bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Chí Linh tiếp tục tham mưu tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn đối với các trường tư thục, phát động phong trào thi đua và tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường tư thục, tiếp tục rà soát kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, kiên quyết đình chỉ các cơ sở giáo dục mầm non không đủ điều kiện hoạt động. Từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, chi nhánh xăng dầu Hà Nam đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng, cung ứng dịch vụ nhằm thay thế cho việc phát hành hóa đơn giấy thông thường trên toàn bộ hệ thống các cửa hàng xăng dầu. Qua hơn 2 tháng triển khai, hóa đơn điện tử xăng dầu đã mang lại nhiều lợi ích tích cực cho các khách hàng. Đến thời điểm này, tất cả 26 trên 26 cửa hàng của chi nhánh xăng dầu Hà Nam đều đã thực hiện triển khai việc in hóa đơn điện tử cho khách hàng có nhu cầu. Theo đánh giá, chỉ qua thời gian ngắn triển khai hóa đơn điện tử đã mang đến rất nhiều sự tiện lợi cho cả doanh nghiệp, khách hàng và cả cơ quan quản lý, bởi hóa đơn điện tử sẽ giúp khách hàng giảm được thời gian chờ đợi và có thể lưu trữ bằng dữ liệu điện tử trong thời gian 10 năm. Hiện nay, sử dụng hóa đơn điện tử là một xu hướng tất yếu vì sự ra đời của hóa đơn điện tử không những giúp những cơ quan doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa, mà còn giúp cho các đơn vị tận dụng được tối đa hiệu suất làm việc và tiết kiệm rất lớn chi phí thời gian. Do đó, với việc áp dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu, sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các khách hàng. Mặt khác, tạo cú hích lớn trong cải cách hành chính và nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng thiết yếu này. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Có được kết quả trên là do huyện ủy Xuân Trường đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các xã thị trấn kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. Công an huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng và các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông về các quy định của pháp luật giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm như đường 32m, khu trung tâm huyện, các tuyến đường liên xã, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong thời gian qua, các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh Thái Bình đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, ý thức người tham gia giao thông vẫn còn chưa tốt nên tai nạn giao thông vẫn phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đã xảy ra gần chục vụ va quệt và tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 6 người, bị thương 2 người. Tương tự, trên tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng hay trên quốc lộ 37B,
cử tri một số xã của huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy đề nghị các cấp các ngành liên quan sớm có những giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa, giảm thiểu những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.